Từ sửa từ xưa tới nay, lần nào khi có mặt bảo bảo và vu bân thì ông chiến ổng cũng đứng ở giữa hết. Không hề có ngoại lệ luôn, dù đang đứng nghỉ ngơi, hay lúc ngồi chơi nơi hậu trường đông đúc. Chiến vẫn luôn ngồi ở giữa mà thôi. Thì do giữ kỹ chứ còn gì nữa. Hay còn có tên gọi khác là ghen đó nha quý dị nha. Không tin sao. Xem đi này, nhớ trong lần fan meeting ở Thiên Tân. Lúc kết thúc buổi giao lưu với fan hâm mộ, chị gái trước lúc rời sân khấu có quay sang chào nhất bác. Kiểu như... Bye bye em trai, rất hân hạnh được đứng kế idol là em đây. Chị sẽ luôn ủng hộ em và người ấy. Có vậy thôi mà ông chiến đứng tận tít ra cứ nhìn trầm trầm vào nhất bác rồi. Thôi cũng chào bạn fan kế bên mình cái đã. Đang chào mà thấy chị gái kia chưa rời khỏi sân khấu, vẫn đứng kế bên nhất bác các kiểu. Liếc nhẹ xem xem sao chưa đi xuống nữa vậy ta? Đứng làm gì hoài ở đó thế? Chào là được rồi. Bắt tay luôn mới chịu hay sao? Chiến ca nhìn mấy lần rồi đó, đi xuống dùng đi tỷ tỷ ơi.